Đại dương, đại dương bị bắt ư? Sao lại như vậy chứ? Bây giờ nhìn nàng còn già hơn cả quả nhân cơ. Đại dương vẫn còn ở tuổi tráng kiện nhất, còn thần tiên đã già đi rất nhiều rồi mà. Nàng vất vả nhiều rồi, bây giờ óc của nàng cũng đã bạc hết. Đại dương, bao nhiêu năm nay người đi đâu? Sao bỏ thần thiếp lại một mình? Người biết thần thiếp cô đơn thế nào không? Quả nhân vẫn luôn chờ nàng ở bên đó. Ở đâu chứ? Nàng biết mà. Ở bên đó. Ở đâu?